Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ mang đến cho các bạn một cái sản phẩm, đó chính là chiếc smartphone adapter. Với chiếc smartphone adapter này thì nó sẽ có công dụng là chuyển đổi các cái mic, như là những cái mic như mình có ở đây, những cái mic thu âm ngoài, phụ trợ cho những cái thiết bị ghi hình. Với cái phần các bạn ghi hình bằng điện thoại như là iPhone, iPad, iPod hoặc một số cái thiết bị ghi hình bằng điện thoại như Android, thì khi lắp cái chiếc mic này vào nó sẽ không sử dụng được. Và hôm nay mình giới thiệu các bạn một cái sản phẩm, nó là chiếc adapter. Các bạn chỉ việc thêm chiếc adapter này vào thì chúng ta sẽ có thể dùng những chiếc mic này để thu âm cho chính chiếc điện thoại của chúng ta. Bây giờ thì mình sẽ lắp nó. Với cái jack đầu 3.5 có 3 cái gạch đen này, các bạn sẽ lắp vào điện thoại các bạn. Đây là 3.5 dương. Khi lắp vào thì lập tức nó sẽ nhận bật sáng màn hình. Đây mình có một vài cái mic, ví dụ như những cái dòng mic mà gài trên đầu máy. Mic này là của hãng Boya. Mic này Sakta. Với cái chân này thì các bạn có thể dùng với các dòng mic khác nhau, không nhất thiết là phải của đúng hãng Boya. Mình sẽ test với Sakta trước. Mình sẽ thử phần mềm ghi âm. Bây giờ thì điều kiện là mình chưa bật cái mic này off, sẽ bấm thử xem thế nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, các bạn thấy là cái phần sung nó không hề nhảy. Bây giờ thì mình sẽ bật lên nào, bật lên xem sung có nhảy không. Thử ghi âm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 1. Đó, phần sung nó đã nhảy lên rồi, nghĩa là chúng ta đã nhận được cái phần mic này. Rồi thì tắt đi, mình sẽ test sang cái phần mic Boya. Tương tự như vậy, mình cũng không bật mic. 1, 2, 3, 4. Không hề có, không hề có sung. Bật lên. Bạn thấy không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tắt này. Đấy, tắt mất luôn này. Bật lên. Tắt. Để chúng ta đã nhận mic. Với một số bạn có thể là dùng những cái mic như là mic phỏng vấn dài như này. Chúng ta thường dùng mic phỏng vấn dài. Mình sẽ test cho các bạn. Dùng mic. Mình sẽ bật lên nhé. Ghi âm này. Đấy. Đập đập là nó có xung nhảy lên. Tắt đi này. Vậy là chiếc mic cũng như là cái phần adapter hoạt động khá là hoàn hảo. Để biết thêm thông tin về cái sản phẩm này thì các bạn vui lòng truy cập trang web yêucongnghệ.vn hoặc gọi số hotline của tôi. Cảm ơn các bạn. Các bạn hãy nhớ like và subscribe kênh YouTube Yêu Công Nghệ của chúng tôi để theo dõi nhiều hơn những clip mới hàng ngày nhé.